sáu mấy triệu rồi đó, cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó, ở Tiền Thuyện á, là anh hai đợi Út tới đây nay xào chẻ. Xào chẻ của Út, sao cô Út hay tiền. Thôi giờ chụp hình ba chị em mình đi, rồi muốn làm gì làm để cho chị biến nè. Em ơi em, tụi nó nói thủ nhĩ liền. Tuyệt vời quá quý vị. Đó thấy chưa, tôi biết bình tĩnh, đúng bình tĩnh lên tới là tôi xào rẻ là ít nhất là 5 triệu tiền từ thiện. Thấy chưa, hồi nãy là mình được là 62 triệu, rồi bây giờ Út cho nữa 8 triệu luôn. Cho 8 triệu luôn là được 70 triệu rồi bà con ơi. Người nào không vỗ tay là người đó em nghỉ chơi 5 phút. Và rồi, quý bà con, cô bác có thể lên trên link của Khương Dừa tối nay trên Facebook nha, hoặc là trên YouTube của Khương Dừa để mà xem là đại gia đình Ngọc Huyền và đại gia đình Khương Dừa, cũng như tất cả quý bà con, cô bác và đặc biệt văn nghệ sĩ chúng em mừng lễ giỗ tổ ngay tại ngôi sao Miệt Vườn là bao nhiêu tiền. Hiện giờ thì Khương Dừa đã được 150 triệu và Ngọc Huyền hình như chỉ còn có vài triệu nữa là được 150 triệu luôn rồi. Nhưng mà thôi, để tối nay là quý bà con, cô bác lên link Khương Dừa cũng như là livestream của nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ được biết cái số tiền công bố bao nhiêu để mà chúng tôi hỗ trợ cho gia ghi ngoài miền Bắc của chúng ta. Xin cảm ơn sự thương yêu của tất cả quý vị rất nhiều ạ. Rồi, trời ơi, ước gì mà hôm nay bà con cho cô tiền em đỏ với Khương Dừa luôn á. Được đó em, bây giờ em xin đỏ đi em. Cô Út đã đưa 8 triệu rồi nha. Đây, đã nhận tiền của Út tính 8 triệu. Út mình tin 8 triệu, bà con ơi, là mình được 70 phải không? À, trời ơi, bị từ ngày em bị chích thuốc nhiều quá cho nên nó không nhớ trước nhớ sau. Nói quên hoài hả, chích tới 3-4 mũi. Rồi, nói chơi nha. Hả? Rồi, bây giờ là mình được 70 triệu rồi nha, cảm ơn Út tin nhiều. Còn cái tiền lẻ giờ nữa. Giờ tin hát nha. Em ơi, còn cái tiền lẻ nữa rồi nha. Xỉu hoài là lấy hơi đâu mà hát. 400 cũng nói vài câu đi chứ. 400 hả? Hả? Hồi hôm la dữ lắm mà sao giờ hết hơi rồi. Không, 1 triệu để... này là 62 đó. Ông 71. Không, hồi nãy là 1 triệu này của em cầm phải không? Cái này là của tiền mình hát với ra. Cái này hả? Cộng vậy là chúng ta đang được 71 triệu. 420 ngàn. 420 ngàn. Qua cho 80 ngàn nữa cho đủ 500 luôn cho rồi. Ở trời xin lẽ lắm. Ghi lại đi Thái Lan. Để anh hai không có nhớ. Thôi ghi ông, lại giùm anh hai. Không được ở đây nữa. Ở đây nữa trễ giờ rồi. Rồi. Cầm vô gọi luôn hả? Gọi vô đây luôn hả? Vậy là 70 triệu. 70 triệu 420 ngàn. Rồi. 70 triệu 420 ngàn. Ok. Ghi vô cho anh hai nha. Ghi vô cho anh hai là 70 triệu 420 ngàn.